Chúng con kính chào sư phụ. Thế có một nhân duyên thật sự là đáng nhớ.
nói về bệnh tật của con. Vâng. Nói đến bây giờ con vẫn thấy thật sự là xúc động, thật sự là tủi thân. Cách đây 4 năm, sư phụ ạ, trước đây 4 năm thì tay chân con cũng bình thường thôi, không có gì khác mọi người hết. Tự dưng không hiểu nhân duyên gì, hay là tại do mình ăn uống như nào, hồi đấy con chưa biết Phật pháp nhiều thì con cũng nghĩ giống như người bình thường thôi, thì không hiểu là mình ăn uống cái gì mà hai bàn tay của con, hai bàn chân của con lở hết ra, ngứa cả đêm không có ngủ được, không ngủ được. Thì việc đầu tiên của con, đầu tiên nó từ một lốt à, một lốt nào nó cái hà cái mụn nước nó trong trong đấy ạ, nó trong trong, ngứa kinh khủng khiếp. Cả đêm con không có ngủ được. Thế thì con, việc đầu tiên của con là con đi bệnh viện. Vâng, con đi bệnh viện chứ con không nghĩ được là Phật tâm linh gì, hay là Phật pháp thật sự là như thế. Thế con đi bệnh viện thì đầu tiên bệnh viện Bạch Mai, rồi đến viện Da Liễu. Xong càng bôi thì càng loét da. Càng bôi thì càng chảy nước. Sau đó thì con không ở trên Hà Nội nữa, con về nhà mẹ đẻ con ở Nam Khê. Tại vì những việc mà cá nhân của con tự tay con không có làm được. Rồi, nó làm ví dụ như là gội đầu hay là giặt quần áo hay là cơm nước. Nó làm thế là nó đau không? Vừa nó không đau nhưng mà nó ngứa mà càng xót, càng gãi thì càng loét. Về sau thì con chuyển về, con về tạm dưới Lam Khê. Thì con đi bệnh viện Thụy Điển. Vâng, thì các bác sĩ kê thuốc rồi là kê thuốc bôi, thuốc uống rất nhiều, cũng không thấy đỡ. Thế mẹ con cũng có nói chuyện với con là trên chùa Ba Vàng có đang có pháp. Thật sự là con còn nói với mẹ con là bệnh viện lớn như Bạch Mai còn không khỏi thì tâm linh thì làm sao mà khỏi. Đấy, con có nói như thế. Con xin, con nói thật lòng là như lúc vậy. Con chưa tin mà. Vâng. Con nói thật lòng là như vậy. Thế sau mấy đêm liền cả thức trắng đêm để gãi, con gần như là đánh cược. Có nghĩa là cứ lên xem thế nào. Nếu mà khỏi thì thật là may mắn, còn không khỏi thì đấy là số phận, là số phận của con rồi. Con cũng không biết làm sao. Con lúc đấy như là gần như là đang bơi giữa dòng. Bây giờ vỡ được cái cọng, cái cành cây nào con cũng phải bám. Thế con lên đây thì con cũng không biết được bây giờ hỏi ai bây giờ. Thế con đi xuống chánh điện tầng 1 thì vô tình sư ông bảo trực, sư ông mà làm thầy bảo trực làm MC đấy. Hôm đấy con chưa biết tên, con chỉ biết là như vậy thôi. Thì có một sư ông đi ngang qua, thấy con cứ giáo giác tìm người. Thì con để mà tìm người thì con không biết tìm ai, nhưng mà cái thâm tâm là không biết xem là có ai để hỏi thăm nữa hay là như nào. Thì vô tình sư ông bảo trực đi ngang qua. Sư ông mới hỏi là thấy con chuyện gì thì có thể nói với sư ông. Thế con cũng ngồi xuống và sư ông bảo con là ngồi xuống đây nói, thì con cũng chia hai bàn tay ra cho sư ông xem. Và sư ông cũng hỏi thăm con là sinh sống ở đâu, làm nghề gì và đã tu tập ở chùa Ba Vàng được nhiều chưa? Thì con cũng nói thật là con chỉ đi theo mẹ, khi nào mà con rảnh từ Hà Nội về thì con đi theo, gần như giống như là khách thập phương. Vâng, giống như khách thập phương thôi. Chứ con chưa có sự tu tập nào một chút nào ở chùa Ba Vàng cả. Sư ông có cho con một bài pháp thoại con vẫn rất nhớ là nói về nhân quả. Nói về nhân quả, tại sao lại như vậy, tại sao lại khổ đau, tại sao lại có những nhân duyên bệnh tật như thế này. Con vẫn nhớ mãi. Con hai hàng nước mắt con rưng rưng, con khóc. Còn sư ông là con rất khổ tâm. Vâng. Và con cảm giác như tủi thân vì bệnh tật của mình. Đúng rồi. Vâng. Sau đó thì sư ông bảo trực có gọi điện cho cô Duyên, và cô Duyên đi xuống. Lúc đấy con mới biết đấy là cô Duyên. Vâng, thì sư ông có nói Duyên với trong ban hương đăng chi khách của chùa. Con nói với lại cô Duyên là cô hãy giúp cô Phật tử này. Lúc đấy con cũng không hiểu pháp là như thế nào đâu ạ. Vâng, thì con cũng chỉ nghe theo mẹ con, nghe theo cô Duyên. Và cô Duyên có cho con một tờ giấy về Bạch Hương Linh. Vâng. Và con đã làm theo lời của cô Duyên. Và cô Duyên đã nhắc đi nhắc lại với con, con phải tin nhân quả, con phải tin về nghiệp chướng của mình. Thì con mới có thể chuyển được về bệnh tật. Và con đã nghe lời cô Duyên. Và con đứng dậy cúi chào sư ông Bảo Trực và cô Duyên. Và cô Duyên có cho con một cái hẹn là mùng 8 tháng sau con quay lại đây, cô sẽ sắp xếp cho con. Và con đã cảm ơn cô Duyên và hai mẹ con đi về.
Thì mùng 8 tháng sau thì hai mẹ con có đến, có lên về chùa và được cô Duyên sắp xếp duy nhất đúng một lần thôi ạ. Vâng, đúng duy nhất một lần. Và cái cơ duyên của con, cái nghiệp của con bị bệnh tật là trước đây con là chủ một tàu cá. Vâng, chủ một tàu cá. Và con đã bắt cá thì bắt hết, có nghĩa là con to, con nhỏ, con đều bắt hết, không có tha một con nào hết. Và đến bây giờ thì nghiệp của con nó mới trổ ra, nó mới trổ ra. Vâng, thì con nói thật, con đứng trước sư phụ con không dám nói dối. Trong tâm con vẫn nghĩ là khỏi cũng được, mà không khỏi cũng không sao. Tại vì nó đã đến cỡ đến như thế này rồi thì cần thật sự là vâng, đúng là như thế, con không dám nói sai. Xong thì con ra về thì cũng bình thường thôi, vẫn ngứa. Bố đẻ con cứ buổi sáng là xay nước cây lược vàng để thải độc cho con, để thải độc cơ thể. Thì cái bã thì để ngâm tay, còn nước thì mình uống. Thế nhưng mà càng ngâm thì càng loét, càng ngâm thì càng loét, hai bàn chân, hai bàn tay loét hết. Con không có làm gì được hết. Những cái sinh hoạt mà cá nhân của con cũng không làm được, tự phải mẹ con giúp con. Thế xong qua một đêm, qua hai đêm thì con vẫn nằm, con gãi, con không có ngủ nghe gì hết, càng gãi. Cứ gãi đến đâu nước nó chảy đến đâu thì nó lại trổ cái mụn nước lên đến đấy, loét hết hai bàn tay, hai bàn chân. Thế xong rồi đến đêm thứ tư, đêm thứ năm, con không có để ý, con thấy con không ngứa nữa, con ngủ được. Thì con cũng chỉ nghĩ là như vậy thôi. Thế đến sau một tuần thì bắt đầu nó khô, những cái mụn nó bắt đầu khô dần cái miệng của nó vào. Vâng, con mà ô mẹ ơi, hình như là con khỏe. Vâng, con ngủ được rồi, có nghĩa là con không bị ngứa nữa thì là con mới ngủ được. Mà đã không ngứa nữa thì nó chắc chắn là nó phải đang chuyển rồi. Vâng, thì con cũng cứ thấy như vậy thôi. Thì sau 10 ngày thì bắt đầu nó khô hết miệng. Tất cả các vết lết nó khô hết miệng. Thì sau 10 ngày, sau 15 ngày và sau đến 20 ngày và sau đến 23 ngày thì con khỏi 95%. Và con quay trở lại chùa. Con cúng dường tam bảo, hồi hướng cho hương linh oan gia trái chủ của con. Và sau 23 ngày thì con quay trở ngược lại Hà Nội làm việc tiếp tục ạ. Và sau những lần mà về chùa thì con rất hay gặp cô Duyên. Và thật sự là trong tâm con cũng cảm thấy biết ơn. Nhưng đầu tiên, thật sự là đầu tiên trong thâm tâm con luôn tỏ lòng tri ân sâu sắc tới Tam Bảo, tri ân sâu sắc tới sư phụ. Vì có sư phụ mới có chùa Ba Vàng ngày hôm nay ạ. Và tri ân sư ông Bảo Trực, tri ân tất cả các chư tăng ni chùa Ba Vàng đã cho con được rất nhiều những lời pháp thoại. Và để con từ đấy trở đi thì con phát tâm, dù không to tát gì hết, nhưng con không làm việc ở trên Hà Nội nữa. Con chuyển về đây. Công ty nào? Dạ, con ngày xưa con làm một công ty du lịch đường sắt. Vâng, ở Lê Duẩn ấy ạ. Vâng, thì con khỏi bệnh một thời gian sau thì tự nhiên cái tâm của con không muốn ở lên đấy làm nữa. Tại vì ở trên đấy làm thì con sẽ không được đi chùa. Không được đi chùa. Thì con mới bắt đầu chuyển dần công việc và nhà của con về đây. Thì vâng, thì bắt đầu từ đấy trở đi thì con về chùa đây, về chùa và tu tập tại chùa Ba Vàng là được 2 năm rồi ạ. Và con vâng, con thật sự là cảm thấy đời mình thật sự là may mắn khi biết được Phật pháp, khi biết chùa Ba Vàng, khi có sư phụ Thích Trúc Thái Minh và đã dìu dắt hàng Phật tử chúng con hiểu được Phật pháp để cuộc đời đỡ khổ hơn ạ. Cuộc đời an lạc hơn. Thầy trước mùng cho con. Nhưng con có nghĩ là cái bàn tay con khỏi là do Phật pháp không? Dạ, bây giờ thì con tin sâu, con có lòng tin sâu sắc rồi ạ. Vâng, con có lòng tin sâu sắc. Vâng. Chính lòng tin đấy con ạ. Lòng tin đấy. Và cái sự tu tập của các con đấy, nó giúp các con chuyển nghiệp được. Cái đức tin sinh ra công đức phước báo rất nhiều. Dạ vâng ạ. Đó, thầy chúc mừng con nhé. Vâng. Chúc mừng con rất nhiều đấy. Vâng. Và chúc cho nó là đét trong khiếp lắm hả? Vâng, có nghĩa là ví dụ con còn nói với bạn con là
có khi tớ bị ung thư, bạn còn có thể muốn đến thăm tớ, tại vì nó không bị trổ ra ngoài. Nhưng mà bị như thế này, không ai muốn gần hết. Thậm chí là người nhà, con mình nó cũng không dám gần mình. Ví dụ như bạn bị ung thư, nó ở trong thôi, nó ở trong thôi, nó không có trổ ra thì cũng không sao. Thì có nghĩa là mình có đau đớn thì là mình tự mình thôi. Nhưng mà cái bệnh này, con cũng không biết là bệnh gì, nhưng mà con search ở trên mạng thì mọi người thấy mọi người nói là tổ đỉa. Tổ đỉa là một này. Tổ đỉa rất khó chữa. Vâng. Mà người ta thường nói là cái bệnh ngoài da ấy không bao giờ khỏi, nó chỉ ví dụ đến mùa nào nó lặn xuống, xong rồi đến mùa nóng ẩm nó lại trồi lên, không bao giờ khỏi. Nói chung là gần như là sống chung với nó luôn, đến khi nào chết thì thôi. Khổ lắm đấy. Vâng. Tôi cũng biết là một số người bị thế. Thế xong rồi là ở trên bệnh viện Thụy Điển thì người ta ghi là tràm cơ địa cho rất nhiều thuốc, nhưng mà thật sự là không khỏi. Con cũng không biết làm cách nào hết. Uống ngâm, càng uống càng ngâm càng loét. Vâng, con cũng không hiểu là bệnh gì. Và đến khi biết được pháp của chùa thì thật sự là đời con gặp rất nhiều may mắn. Vâng. Sư phụ chúc mừng con nhé. Con tri ân sư phụ. Đấy, hôm nay con đã ấy, nhân duyên hôm nay thì sư phụ mới gặp con. Dạ vâng ạ. Thế các con kể lại cho sư phụ với mọi người nghe câu chuyện con. Đấy cũng là một cái mầu nhiệm của Phật Pháp con ạ. Vâng. Đây, rồi chuyện của anh nữa. Đấy là những cái rất mầu nhiệm. Thế thì sư phụ mong rằng các con ấy, tuổi trẻ đã có duyên Phật Pháp, đấy là một cái người ta gọi là thắng duyên, rất thù thắng, con hiểu không? Không phải là cái chuyện dễ đâu. Trong kinh Đức Phật dạy là đời có 20 cái điều khó, rất khó được sinh thân làm người con ạ. Làm người rồi thì rất khó được sinh vào cái chỗ văn hóa, gọi là trung tâm văn hóa, có văn hóa. Thế ông mình lại phải sinh vào cái chỗ mà biên địa tối tăm, không có văn minh nha. Đấy, rồi được làm người ở cái chỗ có văn hóa rồi mà lại có duyên được gặp Phật Pháp là vô cùng khó. Thì gặp Phật Pháp mà các con lại có được đức tin nơi Phật Pháp lại càng khó nữa. Đấy, thì hôm nay là các con được những cái khó rồi đấy mà mình đã được. Thì sư phụ rất mong các con sẽ giữ vững lòng tin với Tam Bảo và tinh tấn tu học nhé. Dạ, nhất là các con là tuổi trẻ như thế này. Đấy, để cả các bạn trẻ phía ngoài thế nha, gắng là giữ vững lòng tin nơi Phật Pháp, vì Đức Phật đấy là con người mà ngài thật sự vì cứu độ chúng sinh con ạ. Và Đức Phật cũng gọi là bậc đại y vương, mà bậc y vương gọi là tối thượng, thầy thuốc tối thượng, không những chữa về tâm bệnh cho chúng sinh mà chữa cả thân bệnh cho chúng sinh nữa con ạ. Thế thì gốc của những cái bệnh tật nó đều là do từ cái nghiệp báo của mình nữa, rồi cái môi trường sống. Đấy, thì nếu mà mình tu tập được, chuyển hóa được nghiệp, nó cũng chuyển được rất nhiều bệnh tật con ạ. Đấy. Thế thì hôm nay thì thời gian không còn nhiều, thì trưa nay các con ở chùa ăn cơm đi, ăn cơm chay nhé. Ăn cơm chay với mấy chị em lại chùa ăn cơm nhé. Thì sư phụ cũng rất là cảm ơn các con, nghe không? Dạ. Đã nhớ tới sư phụ này, cái sự giáo dưỡng của sư phụ mà mày có. Nên chúc mừng cũng dường sư phụ, sư phụ rất hoan hỉ nhé. Dạ. Chị em cố gắng bảo nhau tu học nha, làm sao mà dắt dìu thêm được nhiều bạn nữa, nhiều bạn trẻ nữa đến với Phật Pháp. Đấy là các con cũng đền ơn Phật đấy nhé. Sư phụ chúc mừng tất cả nhé. Chúng con tri ân sư phụ ạ.